Các em đến với bài giảng ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung bài học, cô có một khởi động nhỏ. Chúng ta cùng quan sát hình vẽ các tia nắng song song theo phương L. Khi chiếu tới biển báo giao thông, một hình chữ nhật ABCD tạo thành bóng trên mặt đường. Xem hình bên. Vậy các em hãy cho cô biết là bóng của biển báo này nó có dạng hình gì? Khi chúng ta nhìn hình, chúng ta thấy rằng bóng của biển báo sẽ có dạng là hình bình hành. Vậy phương chiếu L này, những cái tia là A, A phẩy, B, B phẩy, C, C phẩy, người ta gọi là phép chiếu song song. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài số 5, đó là phép chiếu song song. Nội dung bài học gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, ta đi tìm khái niệm phép chiếu song song. Phần thứ hai, ta tìm hiểu về các tính chất cơ bản của phép chiếu song song. Và cuối cùng, ta đi biểu diễn của một hình trong không gian. Ta đi qua phần một nhỏ là khái niệm về phép chiếu song song. Ta sang hoạt động khám phá thứ nhất. Trong hoạt động khởi động, các tia A, A phẩy, B, B phẩy, D, D phẩy có song song với nhau hay không? Và hãy nêu cách xác định bóng C phẩy của điểm C trên mặt đường. Thì ở đây ta nhìn hình, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được là những đoạn thẳng A, A phẩy, B, B phẩy và D, D phẩy sẽ song song với nhau và cùng song song với phương L. Và để xác định bóng của C phẩy, bóng C phẩy của C trên mặt đường, thì từ C ta sẽ kẻ một đường thẳng song song với đường thẳng L. Đường thẳng này sẽ cắt mặt đường tại điểm, thì đó chính là điểm C phẩy. Vậy, từ đó ta có kết luận như sau. Trong không gian, cho mặt phẳng P và đường thẳng L. Với mọi điểm M trong không gian bất kỳ, ta vẽ một đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng L. Đường thẳng này sẽ cắt mặt phẳng P tại được một điểm, đó chính là điểm M. Thì phép cho tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M phẩy trong mặt phẳng P, người ta gọi là phép chiếu song song lên mặt phẳng P và theo phương chiếu là L. Thì mặt phẳng P người ta gọi là mặt phẳng chiếu, đường thẳng L được gọi là phương chiếu. Phép chiếu song song theo phương L còn được gọi là phép chiếu theo phương L. M phẩy được gọi là ảnh của M qua phép chiếu theo phương L. Khi đó ta cho một hình H, tập hợp H phẩy các hình chiếu M phẩy của các điểm M thuộc hình H qua phép chiếu song song theo phương L là hình chiếu song song của hình H lên mặt phẳng P. Sang ví dụ số 1. Tìm phương chiếu mặt phẳng chiếu của phép chiếu song song được mô tả trong khởi động. Thì ở đây ta thấy là phương chiếu chính là đường thẳng L và mặt phẳng chiếu đó chính là mặt đường. Thực hành số 1, tìm phương chiếu mặt phẳng chiếu của phép chiếu được mô tả ở hình 2. Ở đây ta thấy là gì? Phương chiếu nó chính sẽ theo phương là đường thẳng A. Và mặt phẳng chiếu ở đây nó chính là mặt phẳng gì? Mặt phẳng Q. Chúng ta sang vận dụng số 1. Tìm ảnh của hình hộp A, B, E, F, D, C, G, H qua các phép chiếu song song được mô tả ở hình 3. Thì nhìn hình ta thấy là mặt phẳng chiếu ở đây chính là mặt phẳng P, phương chiếu là phương L. Vậy ta sẽ chiếu từng mặt phẳng của hình hộp qua phương chiếu L xuống mặt phẳng chiếu là mặt phẳng P. Lúc này ảnh của hình hộp được cho đó chính là những hình bình hành A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, A phẩy, F phẩy, H phẩy, D phẩy và A phẩy, B phẩy, E phẩy, F phẩy, vân vân.
Xem phần 2, các tính chất cơ bản của phép chiếu song song. Hoạt động khám phá thứ hai. Trong hình số 4, xét phép chiếu theo phương L lên mặt phẳng P và mặt phẳng Q chứa đường thẳng A và song song với phương chiếu. Khi điểm M thay đổi trên đường thẳng A và thì ảnh M phẩy của nó sẽ thay đổi ở đâu? Từ đó chỉ ra ảnh của đường thẳng A qua phép chiếu theo phương L lên mặt phẳng P. Thì chúng ta thấy là gì? Khi M thay đổi trên đường thẳng A thì M phẩy sẽ thay đổi trên đường thẳng A phẩy. Và ảnh của đường thẳng A theo phép chiếu song song theo phương L thì đó chính là đường thẳng A phẩy. Vậy từ đó chúng ta có kết luận như sau. Tính chất 1. Hình chiếu song song của một đường thẳng là một đường thẳng. Hình chiếu song song của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng. Và hình chiếu song song của một tia đó là một tia. Hoạt động khám phá số 3. Trong hình 5, xét phép chiếu theo phương L với mặt phẳng chiếu là P. Đường thẳng A song song với đường thẳng P. Đường thẳng A nằm trong mặt phẳng Q và B nằm trong mặt phẳng R. Nếu nhận xét về vị trí tương đối của hình chiếu A phẩy và B phẩy trong A của A và B trong hai trường hợp, đó là Q song song với mặt phẳng R, mặt phẳng Q trùng với mặt phẳng R. Vậy ta thấy là gì? Trường hợp nếu mà mặt phẳng Q song song với mặt phẳng R thì đường thẳng A phẩy sẽ song song với đường thẳng B phẩy. Và nếu mặt phẳng Q trùng với mặt phẳng R thì A phẩy sẽ trùng với B phẩy. Vậy từ đó ta sẽ có tính chất số 2. Đó là hình chiếu song song của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc là trùng nhau. Từ đó ta có kết luận như sau, tính chất số 2, hình chiếu song song của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc là trùng nhau. Tính chất thứ ba, phép chiếu song song biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự 3 điểm đó. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc là trùng nhau. Vận dụng tính chất thứ ba, ta sẽ làm bài ví dụ số 2. Tìm hình chiếu song song của đoạn thẳng AC, tia AB và đường thẳng AD. Quan sát hình dưới và so sánh tỷ số là AB trên CD và A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy. Quan sát hình dưới và so sánh hai tỷ số đó là DA trên DB và D phẩy A phẩy trên D phẩy B phẩy. Ta thấy là gì? Hình chiếu song song của AC, tia AB và đường thẳng AD lần lượt là A phẩy C phẩy, A phẩy B phẩy và A phẩy D phẩy. Do phép chiếu sẽ không làm thay đổi tỷ số độ dài nên chúng ta có được là AB trên CD sẽ bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy. Và tương tự, mình cũng có được tỷ lệ đó là DA trên DB sẽ bằng D phẩy A phẩy trên D phẩy B phẩy. Thực hành số 2, cho hình thang ABCD đáy lớn là AB và AB sẽ bằng 2 lần CD. Hình chiếu song song của ABCD là tứ giác A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Chứng minh được rằng A phẩy B phẩy D phẩy C phẩy cũng là hình thang và A phẩy B phẩy sẽ bằng 2 lần C phẩy D phẩy. Vậy, từ đó ta thấy là gì? Hình chiếu song song của hình thang ABCD là tứ giác A phẩy B phẩy C phẩy. Vì con có được là AB song song với CD nên suy ra được tỷ số đó là AB trên CD sẽ bằng 2. Do phép chiếu song song nên theo tính chất ta sẽ bảo toàn tỷ số. Nên ta được là
A phẩy B phẩy sẽ song song với C phẩy D phẩy, và tỷ số A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy sẽ bằng 2, hay A phẩy B phẩy sẽ bằng 2 lần C phẩy D phẩy. Hình biểu diễn của một hình trong không gian. Hoạt động khám phá thứ tư. Quan sát hình số 7 và cho biết các tia nắng song song đã tạo ra phép chiếu của hình hộp như thế nào trên nền nhà. Và ta thấy là gì? Hình chiếu của các mặt hình hộp đó chính là các hình bình hành. Từ đó ta có kết luận như sau: hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của H trên một mặt phẳng theo phương chiếu nào đó, hoặc là hình đồng dạng với hình chiếu đó. Chú ý một số quy tắc khi vẽ hình biểu diễn. Nếu mà trên H có hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc là trùng thì chúng sẽ được biểu diễn bởi hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc là trùng. Tỷ số độ dài hai đoạn thẳng bằng tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng tương ứng trên hình H. Hình biểu diễn của một số hình phẳng. Hình biểu diễn của một đường tròn chính là một elip. Hình biểu diễn của tam giác như tam giác đều, cân, vuông, vân vân cũng là một tam giác. Hình biểu diễn hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành là hình bình hành. Vậy quan sát hình số 8 và tìm hiểu hình biểu diễn của đoạn thẳng AB chính là đoạn thẳng AB. Tam giác ABC chính là tam giác A phẩy B phẩy C phẩy, và đường tròn chính là elip tâm O phẩy. Thực hành số 3. Gọi tên các khối có hình biểu diễn là các hình trong hình 10. Người ta thấy là hình A đó chính là hình hình hộp, hình B là hình lăng trụ tam giác và hình C đó là hình chớp tứ giác. Ta sang phần luyện tập. Có một số bài tập trắc nghiệm. Ta sẽ sang vào câu số 1. Hình chiếu của hình chữ nhật không thể là hình nào trong các hình sau? Ta sẽ khi đọc đáp án ABCD thì ta sẽ nhận ra rằng thì nó không thể là hình thang cân. Cho các đường thẳng không song song với phương chiếu, khẳng định nào sau đây là sai? Để chúng ta đọc từng đáp án A, B, C, D. Và đáp án đúng ở đây nó chính là D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc là trùng nhau. Cho hình chớp SABCD có đáy là hình bình hành, M là trung điểm của SC, hình chiếu song song của điểm M theo phương AB lên mặt phẳng SAD, đó chính là trung điểm của SD. Cho hình hộp ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy, hình chiếu của A phẩy B qua phép chiếu theo phương là CB phẩy trên mặt phẳng ABD, đó chính là BD. Câu số 5. Hình bình hành có thể là hình biểu diễn của hình nào sau đây? Đó chính là hình hình vuông. Bài tập số 1. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng? Ta xét từng mệnh đề. Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu của nó. Đây chính là mệnh đề đúng. Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu của nó. Đây cũng là đúng. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau. Cũng đúng. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trùng nhau. Đây chính là mệnh đề sai. Hướng dẫn về nhà. Thứ nhất, các em hãy ghi nhớ kiến thức trong bài trong video này, hoàn thành bài tập trong sách bài tập và chuẩn bị trước bài tập cuối chương 4. Bài giảng tới đây đã kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.